Xin chào các bạn. Do ngân sách cho giáo dục được đặt lên hàng ưu tiên, thì Canada có hệ thống giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu thế giới, môi trường học tập thân thiện và chi phí hợp lý. Nhờ đó mà chất lượng giáo dục luôn ở mức cao. Không phân biệt vị trí hay ngành nghề đào tạo thì các trường đại học Canada được thế giới biết đến bởi chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, bằng cấp được đánh giá ngang với bằng cấp của các trường đại học lớn tại Mỹ và các nước trong khối thịnh vượng chung. Thì điều đặc biệt là trong chính sách giáo dục của Canada là tất cả sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp đều được cấp giấy phép làm việc từ 8 tháng đến 3 năm tùy vào chương trình học. Thì các trường đại học ở Canada có nhiều khóa học, cấp học để lựa chọn, từ cử nhân cho đến tiến sĩ hoặc các khóa học cấp chứng chỉ. Học phí của các trường rất khác nhau tùy từng tỉnh bang, từng trường và từng chương trình học. Trong số đó thì chương trình Postgraduate là một trong những sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu của các sinh viên tốt nghiệp đại học tại Việt Nam khi chọn Canada là điểm đến du học. Thì hôm nay hãy cùng Tân Đại Dương tìm hiểu về chương trình Postgraduate tại Canada các bạn nhé. Postgraduate được coi là chương trình nằm giữa bậc đại học và cao học. Chương trình học diễn ra trong 3 kỳ học kéo dài trong khoảng 1 năm. Đây là một chương trình đào tạo đề cao kỹ năng thực tế, hướng đến mục đích trong cuộc sống con người hơn là lý thuyết. Vì vậy luôn mang lại hiệu quả cao và sự hài lòng cho sinh viên. Hàng năm thì số lượng người đăng ký tham gia chương trình này đều đạt mức cao và có chất lượng đầu ra khá tốt. Chương trình Postgraduate của Canada là một cơ hội tuyệt vời, mang cơ hội học tập tốt nhất cho những người đang muốn nâng cao trình độ sau đại học. Chương trình đào tạo rất phù hợp với sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đại học. Nó tương tự như chương trình văn bằng 2 tại Việt Nam, tính chất đào tạo thực tiễn và ngành nghề đa dạng cho sinh viên có nhiều lựa chọn. Trong quá trình học, sinh viên có cơ hội được tham gia làm thực tập và thực tập hưởng lương ở các công ty, doanh nghiệp để làm quen với môi trường cũng như trang trải một phần cuộc sống. Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội nhận việc làm ngay sau khi ra trường nhờ vào những kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực tập, hay có thể được những công ty mình thực tập nhận vào làm sau khi kết thúc thời gian thực tập. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên nắm vững cách thức làm việc trong lĩnh vực của mình, tránh được những sự bỡ ngỡ khi áp dụng lý thuyết vào thực tế, từ đó tự tin để hoàn thành tốt công việc và có tiềm năng tiến xa trong sự nghiệp. Ngoài ra thì Postgraduate còn giúp nâng cao kiến thức và là bước đệm cho các bạn sinh viên có ý định học thạc sĩ. Các ngành phổ biến trong chương trình Postgraduate như quản trị kinh doanh, quản trị mạng trong công nghệ thông tin, quảng cáo, du lịch và khách sạn, thiết kế đồ họa, kỹ thuật cơ khí, năng lượng, phần mềm trong công nghệ thông tin, đặc biệt là các ngành chế tạo và sửa chữa máy bay, báo chí, truyền thông, điều dưỡng, kỹ thuật và khoa học môi trường. Học phí trung bình thì sẽ dao động từ khoảng 11.000 đến 14.000 đô Canada tùy vào chuyên ngành mà bạn lựa chọn. Yêu cầu thì trình độ tiếng Anh phải IELTS 6.5. Trong trường hợp không đủ IELTS, bạn có thể qua Canada và theo học chương trình tiếng Anh để chuẩn bị bước vào khóa chính. Hầu hết các trường đại học tại Canada đều có giảng dạy chương trình này với chủ trương đào tạo đa ngành nghề để giúp sinh viên có thể lựa chọn ngành theo đúng khả năng của mình. Để được tư vấn trực tiếp và cụ thể hơn về việc du học Canada chương trình Postgraduate, hãy liên hệ ngay với Tân Đại Dương, đại diện tuyển sinh chính thức của các trường Canada tại Việt Nam theo địa chỉ như sau. Công ty du học Tân Đại Dương, địa chỉ quận Nhất, mặt tiền 148/1, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1. Số điện thoại 028-3848-4879 và chi nhánh tại quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 028-3838-2080 hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaidương.edu.vn hoặc tddvn.com. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh nào ở Hà Nội nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh.
với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn. Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.